Park Min Young bị ném đá sau scandal nhận tiền bao nuôi của đại gia tiền ảo. Diễn viên Park Min Young vấp phải chỉ trích của một bộ phận khán giả khi xuất hiện hôm 17 tháng 1, nhân dịp liên hoan của đoàn phim Cô đi mà lấy chồng tôi. Theo Nate, Park Min Young dự buổi tiệc mừng công phim Cô đi mà lấy chồng tôi. Cô xuất hiện cùng dàn diễn viên chính và vẫy tay chào phóng viên trước khi vào dự hoạt động. Trên mạng xã hội, nhiều người Hàn Quốc tỏ ra tức giận, cho rằng diễn viên không nên lộ diện thời gian này. Đa phần bình luận rằng Park Min Young cặp kè người đàn ông có tiền để được chu cấp, đạo đức không tốt. Số khác nhận xét diễn viên mặt ngày càng giả, càng đơ như nhân cách vậy. Park Min Young vừa bị tờ Dispatch tố nhận 250 triệu won tiền chu cấp từ đại gia tiền ảo Kang Jong Hyun như phí sinh hoạt khi hai người cặp kè. Dispatch cũng cho biết Kang Jong Hyun sử dụng nhiều tài khoản danh nghĩa công ty để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Park Min Young. Ngoài ra, cô được cho dùng nhiều hàng xa xỉ, đi xe hơi cao cấp do bạn trai mua. Mặc dù Park Min Young phủ nhận, cho rằng cô chỉ cho bạn trai của mượn tài khoản để đổ tiền về, nhiều người vẫn không tin, cho rằng cô giỏi chối cãi, nói dối không ngại. Park Min Young được khán giả yêu thích qua nhiều phim truyền hình như Gia đình là số 1, Thợ săn thành phố, Thư ký Kim sao thế, Trời đẹp em sẽ đến. Cô từng bị đồn hẹn hò bạn diễn Park Seo Joon nhưng không xác nhận. Cô còn chụp hình tạp chí, đóng quảng cáo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.